Tập 38. Hoàng thượng dưỡng bệnh nên ta thay mặt hoàng thượng tiếp kiến các ái khanh đây. Hắc ái khanh, hình như khanh có chuyện muốn tấu, dâng tấu lên đi. Thần cùng các đại thần cùng nhau khải tấu hoàng hậu nương nương. Nói đi. Chúng thần nghĩ rằng sức khỏe hoàng thượng dạo này không tốt, mong muốn long thể của hoàng thượng khỏe mạnh và lo cho xã tắc đại đường, thỉnh cầu hoàng thượng thoái vị truyền ngôi cho thái tử hoàng. Hắc Sùng Tuấn, hoàng thượng chẳng qua chỉ bệnh sơ sơ, thái y viện đã nói hoàng thượng sẽ nhanh chóng bình phục thôi, tại sao lại đòi thoái vị chứ? Hoàng thượng đã nhiều lần nói với thần, hoàng thượng đồng ý thoái vị. Hoàng thượng theo thờ đạo Lão Trang, mong muốn thoái vị nhường ngôi để tu dưỡng sâu về đạo, cho nên... Chẳng phải Trang Tử từng nói rằng tu dưỡng, nếu tu dưỡng quá mức sẽ tổn thương sinh mạng, uổng công của người tu dưỡng. Được rồi, ái khanh cũng có lòng trung thành hiếu kính với hoàng thượng, nộp bản tấu chương lên đi. Được, có 18 vị đại thần cùng đứng tên. Bổn hậu nhớ rõ các ngài rồi. Chúng thần không hề có ý gì khác. Biết rồi, biết rồi. Tất cả các ái khanh đều một dạ trung thành, đều một lòng vì quốc gia triều đình mà. Theo thần thấy, thái tử điện hạ sớm muộn gì cũng kế vị, chi bằng bây giờ để cho thái tử điện hạ thừa kế ngôi vị luôn. Như vậy có hoàng hậu hoàng thượng cùng nhau giám sát triều chính, chắc chắn ổn định. Như vậy cũng tốt. Sao các ái khanh có thể nghĩ tha cho ta và hoàng thượng vậy? Tối hôm qua ta đã thay mặt hoàng thượng hạ chiếu chỉ, sai người đi đến thành Trường An triệu thái tử Lý Quang trở về Lạc Dương. Hoàng hậu nương nương, nương anh minh. Minh, hoàng hậu nương nương, nương anh minh. Minh, để đối phó áp lực từ phía hoàng thượng và các đại thần, đành phải lùi một bước để tiến. Ta vẫn không thể nào hiểu được tại sao cặp mắt của bọn họ chỉ nhằm vào việc triều chính có phải do họ Lý cai quản, mà hoàn toàn không quan tâm đến giang sơn xã tắc, bá tánh thiên hạ của đại đường này. Hoàng thượng, hoàng thượng à, hoàng thượng, thái tử điện hạ đã đến bờ sông Lạc Hà rồi, hiện giờ người đang đi về hướng Gia Môn. Nhanh 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 nhanh. Dạ 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 dạ. Nhanh lên, mau lên mau lên. Đây, người khoác vào đi. Khải bóng nương nương, ngựa xe của thái tử đến gần gia viện rồi. Cuối cùng hoàng nhi của ta cũng đã tới. Đức quan, có nô tài. Người thay ta tới gia viện môn nghênh đón thái tử, mời thái tử và thái tử phi đến cung hợp ích. Cũng sắp tới giờ ngọ rồi. Nô tài tuân chỉ. Nghênh đón thái tử điện hạ thiên quế, thiên quế, thiên thiên quế. Chúng ái khanh hãy bình thân. Tạ ơn thái tử điện hạ. Hoàng nhi, hoàng nhi đâu? Vẫn chưa về tới. Hoàng thượng nhìn người kia, hoàng nhi sắp về tới, vui mừng tới nỗi không còn bệnh tật gì nữa. Cảm rất vui, cảm thấy vui lắm. Người ta mà vui thì đâu còn bệnh tật gì nữa. Đúng vậy, bình thường mẹ nương ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng không cảm thấy vui vẻ đúng không? Nên là mới sinh bệnh.
Bây giờ khỏe rồi, Hoàng Nhi về rồi, để Hoàng Nhi ở cạnh Hoàng thượng. Ngày mai Mị Nương trở về cảm nghiệp tự ở Trường An, thì mọi người sẽ không còn bệnh tật gì nữa. Hơi, Mị Nương. Hoàng huynh. Hoàng huynh. Đây chính là hoàng tẩu của hai đệ. Diện kiến hoàng tẩu. Hoàng đệ diện kiến hoàng tẩu. Thái bình diện kiến hoàng tẩu. Đa tạ các hoàng đệ và công chúa đến nghênh đón chúng tôi. Công chúa muội muội, muội muội càng lớn càng xinh đẹp. Làm sao đẹp bằng hoàng tẩu được? Hả? À, hiển hoàng đệ đâu? Nghe nói là bị bệnh rồi. Hoàng huynh thu xếp tới thăm hoàng đệ mới được. Hoàng huynh, bây giờ đi vào là thái tử, đi ra đã là hoàng thượng rồi. Sao vậy? Phụ hoàng muốn truyền ngôi cho huynh. Sau này hoàng huynh nhớ quan tâm nhiều tới các hoàng đệ và tiểu muội này nhé. Hoàng đệ đùa như vậy là hơi quá rồi đó. Thái tử điện hạ. Nương nương mời thái tử điện hạ và thái tử phi đến cung hợp bích ý kiến. Tuân chỉ. Mời. Huynh cảm giác giống như trở về thành Trường An vậy. Hoàng huynh hoàng tẩu không biết đó thôi. Nơi này đã được xây dựng mới giống thành Trường An đó. Hoàng huynh mời qua đây. Dạ mời. Các hoàng nhi đều tới rồi. Nhi thần tham thánh kiến phụ hoàng mẫu hậu. Các hoàng nhi bình thân hết đi. Bình thân. Đứng lên đi. Thái Bình. Dạ. Con qua đây. Phụ hoàng. Thái Bình, con đến xem thử, xem là con xinh đẹp hay là con dâu của mẫu hậu xinh đẹp đây. Mẫu hậu đương nhiên là con dâu của người xinh đẹp rồi. Hoàng nhi làm gì dám so bì với hoàng tử. Mẫu hậu, con nhìn thấy công chúa còn tưởng là hàng Nga trên trời giáng trần xuống đây nữa. Mẫu hậu người nghe, hàng Nga đó. Con xinh đẹp mà. Này các con, ngồi đi. Hoàng huynh mời. Mời ngồi. Mời ngồi. Đi thôi. Hoàng huynh, để kính huynh một chung. Hoàng đệ, nào, chúng ta cạn. Ê, khoan đã, khoan đã. Còn muội nữa mà. Cạn. Bỏ ly rượu xuống. Cản. Hết đi. Mẫu hậu à, để cho hoàng nhi uống một ly trước đi. Thái y viện nói cho mẫu hậu biết, bệnh của con tuyệt đối không được uống giọt rượu nào hết. Điện hạ, người nghe lời của mẫu hậu đi, đừng uống nữa. Hôm nay cả nhà chúng ta đoàn tụ, uống một chút đi không sao đâu. Trẫm với các con cùng uống. Không được. Hiển Nhi, Đan Nhi và Thái Bình nữa, các con có thể uống rượu thỏa thích, chỉ có phụ hoàng và hoàng huynh của các con là tuyệt đối không được uống rượu. Thái tử phi. Dạ mẫu hậu. Sau này con nhớ phải quản lý thái tử. Một là không được uống rượu, hai là không được quên uống thuốc. Nếu như con quản không được, ta sẽ phế truất con. Tới lúc đó, con đừng trách mẫu hậu độc ác. Nhi thần hiểu rồi ạ. Một người làm mẹ như ta, thật ra không mong muốn các con của mình có nhiều quyền lực của cải và địa vị trong tay. Giang sơn của đại đường sớm muộn cũng là của các con. Chỉ cần các con sống vui vẻ thoải mái, thân thể và tinh thần khỏe mạnh, mẫu hậu ta cảm thấy vui mừng vô cùng. Được rồi, ăn cơm đi, ăn cơm đi ha. Hiền Nhi, Đan Nhi, các con muốn uống thì cứ uống đi ha. Ta phụ hoàng. Tạ ơn phụ hoàng. Nè, ăn nhiều vào đi ha. Tạ ơn mẫu hậu. Thái Bình. Dạ. Đây là món con thích nhất nè. Thái tử phi. Tối nay con đừng tới đông cung nữa, cứ ngủ ở cung hoàng hậu đi. Hai mẫu tử chúng ta cùng trò chuyện tâm sự. Con nghe lời mẫu hậu. Nhìn kia, nhìn kia, mẫu hậu có con dâu rồi thì quên mất hoàng nhi. Con cũng muốn qua đó ngủ chung với người. Đúng là khuê nữ xấu bụng. Con đã ngủ cùng mẫu hậu từ nhỏ tới lớn, người quên chính là con. Hoàng nhi, con đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ăn nhiều vào đi, hả? Dạ. Nè,
Ăn đi, ăn đi. Mời Quỳnh ăn đi. Nè, mời Quỳnh. Thái Bình, Bình. Ăn cả... nhiều vào. Dạ. Thái tử Điện Hạ, mời. Tới Châu Dương Phủ. Dạ, Điện Hạ. Thắp đèn đi. Thắp đèn đi. Không có ánh sáng, ta đi sẽ chết trong đêm nay mất. Mạng kính che đèn, nghẹn ngào nói trong mơ. Trời sáng rồi. Ngân Hà thì lại ảm đạm. Ngân Hà ảm đạm nên không nhìn thấy hai ngôi sao, không nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ đang tương tư. Người yêu thương lại bị chia cách, kẻ không thương lại phải ôm ấp trong lòng. Người xưa nói, xinh đẹp mỹ lệ đến đâu, thiên thu muôn đời, cái còn lại chỉ là chua xót mà thôi. Mệnh như sợi chỉ. Hoàng đế à? Ngài là? Ta chính là hoàng huynh của đệ nè. Chúc mừng hoàng huynh. Hoàng huynh sắp trở thành hoàng thượng rồi. Hoàng đế à, sao hoàng đệ lại ra nông nỗi này chứ? Hoàng huynh, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Không sao, không sao, cho hoàng huynh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải mẫu hậu đã làm gì đệ không? Không có, không có thật mà. Chúng ta đừng có nhắc mẫu hậu được không? Đừng nhắc mẫu hậu. Hoàng đế à, đệ là hoàng tử của đại đường. Nhìn đi, đệ nhu nhược yếu đuối tới như vậy à? Được, có nỗi khổ tâm gì cứ việc nói cho hoàng huynh biết. Hôm nay hoàng huynh tới đây là để thăm đệ mà, hả? Nói đi. Không có thiệt mà, không có. Chẳng qua là đệ đọc sách nhiều quá cho nên đệ hồ đồ. Hoàng đế à? Không ổn rồi, không ổn rồi. Dương Phi ngất xỉu rồi, Dương Phi ngất xỉu rồi. Hả? Mau đến thăm Dương Phi đi. Đi. Mau truyền thái y. Dạ. Dạ. Dương Phi sao rồi? Dạ, Dương Phi đói bụng nên xỉu rồi. Ái Phi, Ái Phi, Ái Phi, nàng tỉnh lại đi. Ái Phi, nàng tỉnh lại đi mà. Ái Phi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đệ muội à, đệ muội à, tỉnh lại đi. Muội mau tỉnh lại đi. Ta là thái tử Lý Hoàng đây. Đệ muội à. Ái Phi tỉnh rồi. Thái tử điện hạ, mau đem nước qua đây. Dạ. Nhanh lên.
Thái tử điện hạ. Nè, ngồi dậy. Đệ muội à, cho dù có quan ức cách mấy cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. Đệ muội nể mặt của hoàng huynh, uống một miếng nước đi mà. Dương phi là bị đói đó thái tử điện hạ. Mau đi nấu một nồi cháo đi. Dạ. Như đại đường ta sao có thể bỏ đói một dương phi chứ. Đệ muội à, uống chút nước đi. Có được một nàng dâu như con khiến ta ngày càng yêu thích con hơn. Mẫu hậu, con xuất thân là một nữ nhi bình thường, thật sự con không thể ngờ mà được làm thái tử phi. Vậy thôi đừng làm nữa, hãy làm hoàng hậu đi. Vài hôm nữa con sẽ là hoàng hậu của đại đường này rồi đó. Không, không được đâu mẫu hậu, vẫn còn phụ hoàng mà. Hoàng hậu nương nương người vẫn còn, sao con có thể làm hoàng hậu được. Con chỉ muốn là một người vợ hiền của điện hạ, làm nàng dâu hiếu thảo được người yêu mến là được. Hoàng thượng đã quyết định rồi, sẽ truyền ngôi vua cho hoàng nhi. Không phải thật đó chứ? Là sự thật. Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh mà, làm sao có thể truyền ngôi được. Con à, theo mẫu hậu nghĩ, truyền ngôi vua cho hoàng nhi sớm như vậy, không biết đó là họa hay phúc. Mẫu hậu, hoàng đệ à, rốt cuộc đệ muội đã làm chuyện gì có lỗi với đệ hả? Mà hoàng đệ lại đem thê tử của mình, dương phi mà mẫu hậu chọn cho đệ, nhốt vào trong này chứ. Đệ có phải là có người mới rồi hay không hả? Đệ muội là con gái của Thường Lạc công chúa, huynh phải bẩm báo chuyện này với phụ hoàng mới được. Hoàng huynh, hoàng tử của đại đường lẽ ra phải hiểu đạo đức nhân nghĩa, không được phép làm những chuyện nhẫn tâm độc ác giống như vậy. Hoàng huynh à, quan cho hoàng đệ lắm. Mời hoàng huynh qua thư phòng để nói chuyện. Thái y đến. Di thần tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến châu dương điện được hạ. Được rồi, miễn lễ. Hôm nay thái y đừng trở về thái y viện, chờ khi nào dương phi khỏe lại rồi hẳn trở về. Nhưng bệnh của hoàng thượng. Thái y viện đâu phải chỉ có mình ông. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đi đi. Dạ. Mời hoàng huynh. Ta ở Cảm Nghiệp Tự khi mang thai hoàng nhi, sinh ra chưa được mấy ngày, ta đã giao hoàng nhi cho tỷ tỷ của ta Hàn Quốc phu nhân nuôi dưỡng. Trong lòng ta cứ nghĩ người ta có lỗi nhất chính là hoàng nhi, cho nên hoàng nhi không gần gũi thân thiết với ta. Không nhiều. Đâu mẫu hậu, thái tử rất yêu thương người. Không phải ta không nỡ giao giang sơn cho hoàng nhi, giang sơn của đại đường sớm muộn gì cũng thuộc về hoàng nhi. Ta chỉ lo cho sức khỏe của hoàng nhi thôi. Ta lo nếu hoàng nhi có được giang sơn sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Đúng vậy, nhi thần cũng lo cho sức khỏe của thái tử điện hạ. Căn bệnh phổi của thái tử làm việc nhiều là bị tái phát. Hơn nữa, hoàng nhi phản đối ta nhiếp chính là có lý do. Hoàng nhi lo nghĩ quá nhiều. Giang sơn đại đường phải là của người họ Lý, lẽ ra lo nghĩ nhiều cho bá tánh thì mới phải chứ. Dạ phải, mẫu hậu người nói rất đúng. Mấy năm nay người điều hành triều chính, tất cả bá tánh ai cũng ủng hộ người. Nếu hoàng nhi cũng nghĩ như con thì tốt quá, nhưng tiếc không phải như vậy. Điều hoàng nhi lo là mẫu hậu sẽ tranh giành mất hết thiên hạ của nhà họ Lý, cho nên hoàng nhi nôn nóng đối đầu với mẫu hậu. Ta lo nếu cứ như vậy sẽ làm tổn hại tới giang sơn xã tắc. Mẫu hậu, vậy thì đừng nên cho thái tử điện hạ kế vị nữa. Nhi thần chỉ cần thái tử điện hạ, không cần giang sơn gì hết. Không 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 không, giang sơn đại đường sớm muộn cũng phải truyền cho hoàng nhi. Mẫu hậu, vậy thì xin người hãy cùng giám sát, người cùng lâm triều, cùng giải quyết những chuyện triều chính quan trọng. Mẫu hậu cũng đã già rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa nữ nhi nhiếp chính gạ mái kế sát xưa nay không phải là chuyện tốt. Hay là sau này thái tử phi
con giúp Hoàng Nhi quản lý việc triều chính đi. Không được đâu mẫu hậu, con không hiểu biết nhiều. Con cũng không có được phong cách cao quý như mẫu hậu, tài hoa và đức gan dạ. Con sẽ khuyên Thái tử Điện Hạ cầu xin mẫu hậu cùng giải quyết những chuyện triều chính. Mọi chuyện đều phải nghe theo lời của mẫu hậu. Thôi đi, mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi sớm rồi. Nhi thần cầu xin mẫu hậu mà. À, được rồi được rồi, mau đứng lên đi. Ta chỉ muốn biểu Hoàng Nhi đừng quá nôn nóng. Một là phải lo giữ gìn sức khỏe. Hai, nhất định phải mở to mắt mà nhìn đâu thật sự là điều có lợi cho lão bá tánh. Một quân vương nắm giữ thiên hạ trong tay, không thể có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo cho thể diện của một nhà một họ thôi, đúng không? Ừ. Hoàng huynh à, về chuyện này hoàng đệ cũng không được rõ lắm. Nhạc mẫu của đệ thường Lạc công chúa nhiều lần vào cung để thăm hỏi bệnh tình của phụ hoàng. Nhạc mẫu bị đày ra khỏi Lạc Dương. Nhạc phụ đại nhân cũng bị giáng làm huyện lệnh Quắc Châu. Đó là một vùng đất quan vắng nghèo nàn. Ra lệnh nhạc mẫu tháp tùng không được vào cung gặp vua. Là tội gì mới được? Người truyền chỉ Đức Quan Công Công chỉ nói có một câu: ăn no rồi chống đối. Quá vô lý mà. Tại sao lại liên lụy đệ muội như vậy? Dương phi và nhạc mẫu của đệ thường là công chúa, sau khi đến thăm phụ hoàng ra về, khiến mẫu hậu càng thêm tức giận. Sau khi nhạc phụ nhạc mẫu bị đày, Dương phi biểu đệ vào cung cầu xin mẫu hậu tha thứ. Mẫu hậu không những quả trách cho đệ một trận, mà mẫu hậu còn biểu đệ phải trừng trị Dương phi cho nghiêm. Nếu nói như vậy, chính hoàng đệ đã nhốt đệ muội vào trong này à? Phải, chính là đệ. Hoàng huynh, hoàng đệ không thể chống lại lệnh của mẫu hậu, cho nên hoàng đệ phải bắt buộc Dương phi vào trong này, để Dương phi phải nấu cơm, nấu canh, giặt đồ, quét nhà. Hoàng đệ à? Đệ, sao đệ lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Đệ đường đường là một đấng nam nhi, hoàng tử của nhà Lý Đường. Đệ không chịu đi bảo vệ thê tử của mình mà lại làm hại cổ. Đệ đúng là quá hèn mà. Phải, đệ quá hèn nhất. Đệ quá yếu hèn. Đệ yếu hèn. Mẫu hậu đã như vậy, đệ cũng như vậy. Đúng là hoàng thất không còn tình thân nữa mà. Hoàng huynh, đệ cũng không còn cách nào khác nữa. Dương phi thấy đệ đối xử tệ như vậy nên cổ đã hận đệ đến tận xương tủy. Mấy hôm nay cổ không ăn không uống, đệ chết đói ngay trong thiên viện này. Như vậy không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tính mạng sẽ nguy hiểm. Hay là như vậy, đệ hãy đưa đệ muội vào trong tẩm cung nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt. Hoàng huynh, hoàng đệ không có dám. Vậy thì đệ cứ đưa tới đông cung của ta, hoàng huynh sẽ thay đệ chăm sóc. Hoàng huynh, đệ... Hoàng đệ à, đệ mạnh mẽ lên đi. Không được giống như phụ hoàng của chúng ta. Phải học tổ phụ, thế tông hoàng đế. Hiên ngang, mạnh mẽ. Đại trượng phu, mạnh mẽ oai phong tinh thần vững chãi. Hoàng huynh, huynh bị sao vậy? Hoàng huynh, không sao, không sao. Hãy đợi ngày hoàng huynh lên ngôi, đó sẽ là lúc trời quang mây tạnh. Đúng là một tội danh vô lý, ăn no rồi chống đối mà có thể buộc con dâu hoàng gia, một dương phi cao quý, chịu đày đỏ suýt chút nữa mất mạng. Phụ hoàng à. Hoàng Nhi, nếu như con biết thường là công chúa bị đày và dương phi của Hiển Nhi chịu đói, tất cả là tại con, thì con sẽ hiểu rõ cái tội danh ăn no rồi chống đối có vô lý không? Phụ hoàng nói như vậy là sao hả? Vì trẫm kêu thường là công chúa ngấm ngầm liên lạc đại thần trong triều, cùng nhau dâng tấu xin cho con được kế vị sớm. Thì ra phụ hoàng đã sớm lo liệu, thảo nào mẫu hậu của con phản đối. Hiện giờ tâm trạng mẫu hậu con đang rất phức tạp, vừa muốn nhường quyền lực, vừa sợ mất quyền. Cho nên con
phải nhẫn nại một chút để xem mẫu hậu quyết định ra sao đã. Nhưng thật sự con không chịu nổi mưu mô xảo trá của mẫu hậu, tàn nhẫn đối với người vô tội như vậy. Đủ rồi. Hoàng Nhi, bây giờ con phải hiếu nghĩa. Trẫm lệnh cho con không được đắc tội mẫu hậu con. Nếu như ngay lúc này con đắc tội mẫu hậu con, thì trẫm đây sẽ trừng trị con về tội ăn no rồi chống đối. Phụ hoàng à. Hoàng Nhi, phụ hoàng là người hiểu rõ mẫu hậu con nhất. Mấy năm nay, mẫu hậu con vì thiên hạ họ Lý, dốc hết tâm huyết, hao tâm tổn trí cũng vì vậy. Nên Hoàng Nhi con nhất định phải hiếu thuận với mẫu hậu, để mẫu hậu con cam tâm tình nguyện nhường quyền cho con. Hoàng Nhi đã hiểu rồi. Thì ra người thông minh nhất cuối cùng vẫn là phụ hoàng. Phụ hoàng trị mà cũng như không trị. Chỉ cần thiên hạ vẫn còn của họ Lý thì trẫm có thể yên lòng không lo nghĩ. Nhưng mà phụ hoàng à, Hoàng Nhi vẫn còn rất lo lắng. Thái độ của mẫu hậu đối với Thường Lạc công chúa, Dương Phi và hoàng đệ, e rằng mẫu hậu vẫn không muốn cho con kế vị. Cô yên tâm đi, trẫm sẽ nghĩ cách kêu các đại thần dân tấu thỉnh cầu mẫu hậu con. Dạ, phụ hoàng. Nương nương có chỉ, tuyên võ thừa tự, võ tam dư, võ vô kỵ ý kiến. Xem ra họ võ muốn chiếm giang sơn xã tắc của họ Lý chúng ta. Các con đều tới rồi à? Chúng thần ý kiến thiên hậu nương nương. Bình thân tạ ơn thiên hậu nương nương. Cô nhớ các con nhiều lắm. Đẩy các con ra khỏi Kim Thành là muốn rèn luyện chút tài cán của chúng con. Chúng con không hận cô chứ? Thiên hậu nương nương khổ tâm vất vả bồi dưỡng chúng thần, chúng thần cảm ơn con không hết nữa là. Đúng, trải qua nhiều gian khổ mới có được thành công. Chúng thần đã thọ đó. Như vậy đi, ta giao các con chút việc để làm, coi như có kế sinh nhai. Tạ ơn thiên hậu nương nương. Vậy ta nên giao chuyện gì cho các con làm đi? Khoan đã. Quan gì? Tham kiến thái tử điện hạ. Xin hỏi các vị có công đức tài đức gì? Nếu có công đức tài đức gì cũng phải do lại bộ khảo chứng. Các người võ có thể dẫn binh đánh trận, văn có thể trị quốc an dân không? Không cần khảo cái khác, chỉ cần khảo 12 điều thiên hậu đã nói trong đó. Điều thứ nhất là gì cô biết không? Trả lời đi. Trước đây thiên hậu đuổi các ngươi ra khỏi Trường An đã được tiếng vang là không tư lợi cho bên ngoại. Bây giờ lại triệu hồi các ngươi về là lòng từ bi của thiên hậu à? Dạ. Thái tử điện hạ nghĩ vậy rất đúng. Hả? Mẫu hậu à, nhi thần cho rằng... Được rồi, thái tử điện hạ nói rất có lý. Như vậy đi, ta sẽ căn dặn lại bộ, sẽ kêu họ cho ba đứa cháu của ta được sát hạch nghiêm, dùng người theo sức, không được yêu ghét do tâm. Thái tử điện hạ đã hài lòng chưa? Mẫu hậu lại đùa rồi. Không phải nhi thần có hài lòng hay không, mà tất cả điều này đều phải tuân theo luật pháp mà làm. Các con hãy lui ra trước đi. Dạ, thiên hậu nương nương, thái tử điện hạ, chúng thần cáo lui. Hoàng Nhi, con tìm ta có chuyện gì không? Phụ hoàng long thể bất an, mẫu hậu lệnh cho nhi thần tới Lạc Dương giám sát, nhưng sau khi nhi thần tới nơi lại không có chuyện gì làm cả. Nhi thần xin mẫu hậu hạ chỉ. Được rồi, xem ra Hoàng Nhi sốt ruột có phải không? Không phải nhi thần sốt ruột, chỉ là nhi thần lo cho mẫu hậu quá vất vả thôi. À phải rồi, lúc nãy phụ hoàng căn dặn nhi thần bắt nhi thần san sẻ nỗi lo với mẫu hậu đó. Hoàng Nhi con sốt ruột làm gì? Phụ hoàng con muốn sớm truyền ngôi cho con. Mẫu hậu đang suy nghĩ khi nào
truyền ngôi cho con là thích hợp nhất. Mẫu hậu, nghe Nhi thần nói đi. Nhi thần không muốn để mẫu hậu buồn. Nhưng mà phụ hoàng dù sao cũng là chủ của một nước, Nhi thần phải nghe theo sự sắp xếp của người. Con đúng là đứa con ngoan của phụ hoàng. Vậy mẫu hậu à, thần Nhi xin phép cáo từ. Hoàng Nhi, con cảm thấy mẫu hậu giận con hay sao? Mẫu hậu khoan hồng nhân hậu, làm sao giận con được? Mẫu hậu rất vui. Mẫu hậu đã thấy khí khái hoàng đế của Hoàng Nhi rồi. Phải rồi, buổi tối còn bị ho không? Mẫu hậu à, vẫn còn một chút. Mẫu hậu kêu Thái tử Phi chăm sóc Hoàng Nhi cho tốt. Tạ ơn mẫu hậu. Được rồi, vậy con về trước đi. Nhi thần tuân mệnh. Đức quan. Có nô tài. Ông có thấy được gì không? Thái tử điện hạ hình như bức vua thoái vị. Người nói đi, ta phải làm thế nào đây? Nương nương, nô tài không dám nói. Đúng. Chuyện này sao lại hỏi ngươi được chứ? Bây giờ trên triều, ngay cả một người lên tiếng nói giùm ta cũng không có. Đúng vậy, Lý đại nhân không còn, Hứa đại nhân bỏ đi, không còn ai nữa. Thật sự, ta cũng rất muốn để thái tử lập kế gì. Chỉ có điều ta lo nếu làm vậy, sợ là sẽ giết chết nó. Sao nương nương lại nói như vậy? Với sức khỏe bây giờ của thái tử điện hạ, không thể quá vất vả. Nhưng với tính khí và tính cách của thái tử bây giờ, một khi kế gì, nhất định nó sẽ làm hết sức mình. Như vậy, nó không mệt ngất xỉu thì cũng đổ bệnh. Cho nên, nếu để cho thái tử kế vị sớm, thực ra chính là giết chết nó. Giết chết thái tử? Thiên hoàng thương thái tử, nhưng người không biết rằng như vậy nghĩa là đã đưa thái tử vô con đường cùng. Nương nương à, như vậy người phải ngăn cản chuyện này. Làm sao ta ngăn cản được bây giờ? Hoàng thượng và thái tử lo lắng nhất là chuyện ta muốn chiếm giang sơn lý đường của họ. Nếu như ta không để thái tử kế vị, có nghĩa là đã kéo thái tử từ trên đỉnh núi lửa ném thẳng xuống vực sông băng. Dạ, như vậy thái tử điện hạ sẽ rất hận nương nương. Tình cảm của thái tử quá mong manh nhạy cảm, từ nhỏ đa sầu đa bệnh. Chỉ sợ trong chớp mắt sẽ mất đi đứa con trai này. Ta đã bị mất một công chúa rồi. Đức quan, người không biết được, người không hiểu được tâm lòng của người mẹ này đâu. Nương nương à, người đã cho đi quá nhiều rồi. Bây giờ hoàng gia thực sự không biết là quả hay là phúc. Phải rồi, như vậy người làm sao trả lời tấu sớ của Hách đại nhân đây? Nương nương, chuyện này phải quyết đoán kịp thời, nếu trễ phải thay đổi ngay. Ta lại có một cách, chỉ có điều là không biết có làm được hay không thôi. Chuyện tới nước này, ta cũng chỉ có thể làm thử. Thái tử điện hạ, thần chờ thỉnh sớ tấu kế vị của thái tử ở chỗ thiên hậu nương nương, chắc hẳn không nên kéo dài quá lâu. Vào buổi chầu sáng ngày mai sẽ có kết quả. Trên có ý chỉ của thiên hoàng, dưới có sự ủng hộ của Hách thể tướng và chư vị đại thần. Ta nghĩ thiên hậu nương nương chắc chắn sẽ biết, bà ta không thể một tay che trời. Có điều, nhìn từ việc bà ấy trọng dụng ba huynh đệ nhà họ Võ, ta nghĩ thiên hậu nương nương vẫn không muốn chủ động buông tay. Ba huynh đệ họ Võ thì không có gì để lo. Ý của thần là mấu chốt phải ép thiên hậu nương nương ra quyết định. Con người và thủ đoạn của mẫu hậu, ta đây hiểu rõ nhất. Nếu thật sự ép gấp bà ấy, ta nghĩ là ông và ta đều sẽ gặp đại họa sát thân. Điện hạ, nghe nói như vậy, thần cũng không thể quyết định được. Lỡ như nương nương nổi giận, thần lại là một thượng quan nghi nữa. Không.
Hách đại nhân không cần lo lắng. Trước đây khác, bây giờ khác. Lần này chúng ta trên dưới đồng lòng, trong ngoài hợp nhất. Chỉ cần dồn sức về một chỗ, ta tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Thần nghe theo lời của Thái tử Điện Hạ. Có điều, chỉ mềm mỏng thì không được. Ta nghĩ hay là sáng sớm ngày mai chúng ta tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh thế nào? Ta sẽ yêu cầu phụ hoàng tạm không thoái vị để cho ta trị nước, giúp đỡ phụ hoàng. Sau đó triệu tập những tể tướng ở Trường An tới Lạc Dương để phụ giúp chúng ta. Thái tử Điện Hạ cầu mình, kế sách này dùng lùi để tiến. Thiên hậu nương nương có không đồng ý, thiên hoàng thoái vị bà ta cũng không thể đồng ý thái tử tới Lạc Dương trị nước. Có điều quan trọng nhất là nếu như vậy, thiên hậu nương nương sẽ không thể tới triều chính nắm quyền được. Nếu bà không đồng ý thì sao đây? Vậy phụ hoàng phải thoái vị để cho ta kế vị. Ngay tại đó ta sẽ yêu cầu thiên hậu nương nương và phụ hoàng hãy cùng rút lui, tất cả cùng rút lui. Được, được đó. Thái tử Điện Hạ quyết đoán như vậy, khí phách của đại đường chúng ta đã trở lại rồi, hả? Trẫm kêu người tìm tấm lụa vàng sao vẫn chưa tìm ra vậy? Người vẫn đang rất khỏe, sao lại tìm tấm lụa vàng làm gì? Trẫm muốn giả bộ bị bệnh mới có thể truyền ngôi cho thái tử được chứ. Thiên hoàng, người không làm thiên hoàng nữa hả? Trẫm không làm thiên hoàng nữa. Nè, sau khi trẫm không làm thiên hoàng nữa, trẫm sẽ dẫn các ngươi đi chơi khắp nơi được không? Thật không thiên hoàng? Đương nhiên thật rồi. Thiên hoàng, tấm lụa này có được không? Được, mau cột lên cho trẫm đi. Lỏng một chút. Dạ. Thiên hoàng. Hay là thiên hậu nương nương nói đi. Tối hôm qua, ta và thiên hoàng đã bàn bạc xong, đồng ý bản dân sớ của Hắc tể tướng và 18 vị đại thần. Thiên hoàng vì long thể bất an, thoái vị, do thái tử Lý Hoằng kế vị. Thiên hoàng vạn quế, thiên hậu vạn quế, thái tử điện hạ thiên thiên quế. Thái tử Hoằng cần mẫn hiếu học, kiên cường chính trực, hiền lành nhân hậu, yêu dân, chí hướng cao xa, rất có khí thái của thiên hoàng tôn hoàng đế. Tân hoàng vạn quế, vạn vạn quế. Lễ bộ đại thần. Có thần. Thiên hoàng ra lệnh lễ bộ chọn ngày tốt, cử hành đại lễ tân hoàng lên ngôi. Thần tuân chỉ. Xong rồi hoàng nhi, mau nhậm chức để nhận lời chúc phúc của bá quan. Nào, thái tử điện hạ. Hoàng nhi, con lên đây. Hoàng huynh, lên mau đi. Nè, qua đây. Không, phụ hoàng chỉ bệnh nhẹ một chút mà thôi, không cần phải thoái vị. Hả? Nhi thần chỉ muốn giúp phụ hoàng trị nước mà thôi. Sau đó triệu tập những tể tướng đóng giữ ở Trường An cùng tới Lạc Dương cùng nhau phụ chính. Hoàng nhi, xem ra con đã suy nghĩ kỹ càng rồi à? Nhi thần chỉ vì muốn nghĩ cho phụ hoàng và cả mẫu hậu nữa. Bên phía Trường An đừng đụng vào sẽ tốt hơn. Cần gì phải khởi binh khuấy động như vậy chứ? Vậy mẫu hậu không đồng ý với ý kiến của nhi thần à? Thiên hoàng, hay là người nói với thái tử điện hạ đi. Thái tử điện hạ, con phải tuân theo ý chỉ của phụ hoàng. Phụ hoàng đã mệt, không lo nổi triều chính. Nếu như con thương yêu phụ hoàng thì con hãy kế vị đi. Dạ, phụ hoàng. Nhưng mà nhi thần còn có một thỉnh cầu. Cứ nói. Nếu nhi thần kế vị, xin thiên hậu nương nương về hậu cung, không thể tham gia chính sự. Chuyện này sao, chuyện này sao được chứ? Không thể nói sao được chứ? Tất cả chính sự sẽ do nhi thần và các đại thần xử lý, người nào sẽ lo chuyện đó? Hoàng huynh, huynh đã nói gì vậy? Đây là quy định của trưởng tôn hoàng hậu lúc còn tại thế, hậu cung không được tham gia chính sự.
Điều này trẫm không đồng ý. Thái tử còn rất trẻ, nên có thiên hậu phụ giúp chính sự cho thái tử. Thái tử thu lại lời tấu đi. Thiên hoàng, thái tử lo ngoài, thiên hậu lo trong, đó là đạo trời tích xưa. Con Ngụy Văn tuy có non nớt, không cho hoàng hậu lâm triều, nên chẳng được mầm mống bạo loạn. Thiên hoàng đã đem cơ đồ của cao tổ Thái Tông truyền lại cho con cháu, thì không cần phó thác cho thiên hậu. Hắc đại nhân nói rất đúng, chúng thần tấu xin thiên hậu nương nương nuôi xuống hậu cung. Thái tử điện hạ chọn ngày lên ngôi. Được thôi, nếu các đại thần đều có ý kiến như vậy, vậy bổn hậu chỉ có một từ: chuẩn. Thiên hậu anh minh, thiên hậu nương nương vạn quế. Hoàng nhi của ta một mình có thể lo triều chính, làm mẫu hậu, đương nhiên ta cảm thấy rất là vui. Thái tử đã lớn khôn, đã trưởng thành, sự gian lao vất vả là mười mấy năm của ta, chẳng phải là muốn có được ngày hôm nay hay sao? Cứ làm như vậy đi, Ái Khanh. Có thần. Có hôm nay do tể tướng Khanh làm chủ trì, tại cung hợp bích cử hành bữa tiệc mừng cho thái tử điện hạ, tân hoàng đế tương lai. Tuân chỉ. Đúng vậy, các vị Ái Khanh. Điều mà thành Lạc Dương bây giờ đang cần là các tường và quan lạc. Thiên hoàng vạn quế, thiên hậu vạn quế. Ta và thiên hoàng sẽ không đi. Các quân thần cứ thoải mái vui vẻ. Mong xã tắc đại đường quy hoàng vạn tuế. Xã tắc đại đường quy hoàng vạn quế.